Ngưng ngay trước khi quá muộn, nhất là các bạn đang ở trong độ tuổi dậy thì nhé. AHA, BHA, retinol, tretinoin, adapalene, tất cả những hoạt chất này đều mang tính trị liệu nhé. Và chỉ đem lại hiệu quả khi mà bạn sử dụng đúng và đủ đấy. Cái gì mà nhiều quá cũng không tốt ấy. Khi mà bạn lạm dụng treatment thì dễ dẫn đến cái tình trạng hàng rào bảo vệ da bị yếu này, da bị mỏng này, hoặc là thậm chí là giãn mông mạch. Nhưng các bạn đang trong độ tuổi dậy thì á, cái làn da của bạn vẫn còn đang rất khỏe và nó có khả năng tái tạo rất là nhanh và mạnh luôn. Các bạn cứ làm tốt cái thói quen duy trì sinh hoạt khoa học và lành mạnh đi ạ nhá. Ăn ngủ đủ giấc này, đúng bữa này và routine nhớ cho bác sĩ là cần 3 bước cơ bản nhé. Nói chung là tối giản thôi và đừng có lao đầu vào treatment vô tội vạ làm gì. Đừng có vội ham trắng hay là trẻ hóa da nữa nhé. Treatment ấy thì nó không phải là skincare thông thường đâu. Nó như một con dao hai lưỡi luôn. Không phải là mình cứ tự ý mua về và mình tự ý sử dụng đâu, vì dễ dẫn đến cái tình trạng mà tiền mất tật mang đấy.